và đầu bếp Văn Thành rất vui mừng gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Anh Thành ơi, lẹ ghê mới đó mà rằm tháng 10 rồi đó. Anh biết không, bữa trước em có nghe một cái câu ca dao như vậy mà em không có hiểu lắm. Rằm tháng giêng ai siêng thì quẩy, rằm tháng 7 người quẩy kẻ không, rằm tháng 10 10 người 10 quẩy. Anh Thành giải thích giùm em nhé. À, quẩy ở đây là từ địa phương của miền Trung á, có nghĩa là cúng. Vào ngày này chính là ba ngày rằm lớn, chính là dịp lễ Tết Nguyên Tiêu nè, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Mình cho biết không, vào ngày này á, thì thường ở làng quê á, người ta nhà nhà đều rằm lễ cúng á, tức là tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, sau là để mừng công trời cái vất vả của năm á. Vậy thì ngày hôm nay nhân dịp ngày rằm, không biết là anh Thành có ý định chiêu đãi quý vị khán giả món gì không? Nhờ Minh Châu nói nhắc về ngày rằm á, anh đã nghĩ ra được một món chay rất là ngon và bổ dưỡng sẽ giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Món gì mà anh Thành tâm đắc quá vậy ta? À, món mà đầu bếp muốn giới thiệu với Minh Châu và quý vị ngày hôm nay là một món cơm chiên chay với rất nhiều loại rau củ để thay đổi khẩu vị cho cả gia đình. Nguyên liệu chính của món cơm chiên chay gồm có một tô cơm đã nấu chín để nguội, một miếng đậu hũ kia chiên vàng, 70g đậu Hà Lan, 1/3 củ sắn đã gọt vỏ, nửa củ cà rốt gọt vỏ, 2 tay nấm mèo ngâm mềm, hành bo rô, ngò rí, ớt sừng. Gia vị cần dùng là dầu ăn, tiêu, muối, nước tương Lisa và bột ngọt Ajinomoto. Món cơm chiên sẽ ngon hơn nếu chúng ta dùng loại gạo củ hạt dài và nấu hơi khô một chút. Minh Châu lưu ý nhé, khi mà nấu cơm á, Minh Châu bỏ vào một chút dầu thì dạ, hạt cơm nó sẽ tơi ra ngon hơn. Cái chuyện mà bỏ dầu vào nấu cơm thì em đã từng nghe mấy anh chị nói rồi, nhưng mà cái chuyện mà chọn gạo cũ nấu hơi khô thì em mới nghe đó. Nếu mà mình nấu cơm hơi khô một chút á, thì sau khi chiên á, hạt cơm á, nó tơi ra và thấm đều gia vị, hạt săn lại nè, rất là ngon. Em đã nhớ rồi. Trước tiên chúng ta sẽ cắt hạt lựu, củ sắn, cà rốt và hành bó rô. Dạ. Rồi cái dạ, củ sắn này mình cũng xếp nó lựu luôn nha. Rồi bây giờ cái hành bó rô nè. Dạ. Đó, mình cắt hạt lựu luôn. Cắt hạt lựu luôn. Bây giờ Minh Châu giúp anh bắt cái nồi nước lên nha. Rồi, đây. Mình sẽ bỏ vào một chút dầu. Nấm mèo này, mình cũng cắt sợi ha. Dạ. Đó, cắt sợi như thế này. Rồi, cắt nhỏ lại. Cái tủ ghi này. Mình sẽ bóp nhuyễn ra. Bóp nhuyễn ra. Có một cái phần này rất là quan trọng là các loại cơm chiên đó, mình nên nêm nếm gia vị trước cho mình trộn đều. Thì mình khi chiên, mình chiên nó sẽ thấm đều gia vị hơn. Chúng ta sẽ nêm vào cơm chiên này nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng Ajinomoto. Rồi bây giờ mình sẽ trộn cho nó thấm đều cho vị hết cơm ha. Rồi bây giờ nước sôi rồi, em giúp anh luộc cái rau củ nha. Rồi bây giờ em sẽ bỏ cái cà rốt này vào trước nha. Giờ là tới củ sắn nè. Rồi. Rồi, có cái đậu bo. Đậu bo vô. Khi nước sôi mình bỏ vào nó khoảng chừng 2 đến 3 phút là mình vớt ra được rồi đó. Xong rồi em vớt ra em phải cho vào một tô nước đá lạnh. Nó sẽ giòn. Rồi anh Thành cho em mượn cái tô nước đá đi. Đây. Wow. Chúng ta màu rất là đẹp. Rồi để chuẩn bị chiên cơm ha. Anh sẽ cắt ớt trước. Dạ. Để mình lắp, mình sẽ trang trí cái dĩa đồ ăn cho đẹp á. Rồi bây giờ mình bắt đầu chiên cơm ha. Dạ. Rồi đây, em bật lửa em ăn đi. Anh sẽ bật lửa trước hả? Rồi. Khi mà chảo nóng rồi đó thì mình sẽ cho dầu phi thơm cái hành ba rô này. Em rất là thích cái mùi ba rô phi, rất là thơm lắm. Cái ba rô này mình để màu xanh này hay là mình phi cho nó vàng luôn hả anh Thành? Phi nó thơm lên và nó hơi màu vàng rồi, hơi mình, vàng rồi mình cho rau củ vào mình xào. Đó, giờ mình sẽ cho rau củ vào mình xào nè. Cái nấm này mình cũng cho vào luôn. Cái rau củ ha, nó đã vừa chín tới thơm mùi nè, còn dưới cái đậu giòn nữa nha. Mình sẽ cho cơm vào từ từ. Dạ. Cắt đều lên cho cơm nó tơi ra. Mình dùng cái này là mình tán sơ sơ ha, cho cơm nó rời ra đi. Đó. Bây giờ mình sẽ xào cho cơm nó thấm đều gia vị nó tơi ra đi ha. Rồi bây giờ nè, hạt cơm đó, nó xe nó săn lại, anh thấy không? Nãy thấy rồi. Đó. Rồi anh sẽ cho vào đậu hũ kia chiên nè. Cái đậu hũ này nè cũng đã chín rồi nên mình cũng sơ sơ. Mình chỉ trộn sơ thôi. Dạ. Rồi quan trọng nhất là em biết cái gì không? Dạ. Mình sẽ cho vào đây nước tương Lisa.
À, nó cái dậy mùi thôi, rất là hấp dẫn. Nêm thêm vào một chút tiêu để cho nó thơm nha. Thơm hơn nữa. Rồi bây giờ mình chỉ có tiếp tục công đoạn là bày ra đĩa. Bày ra đĩa. Có thể thưởng thức được rồi. Giờ mình trang trí thêm vài cọng ngò nè. Vài lát ớt lên nữa. Anh Thành, em thấy là cái việc nấu ăn đã rất là tỉ mỉ rồi, mà khi mà mình trình bày nó còn công phu tỉ mỉ hơn nữa. Tất nhiên rồi em, món ăn không những phải ngon miệng mà phải ngon mắt nữa. Đúng rồi. Nhưng mà đối với món này thì cũng đơn giản thôi. Đây, anh mời em. Hồi thơm quá anh Thành ơi. Anh Thành biết không, em phải rất là cảm ơn anh hôm nay cho em ăn một món rất là ngon. Hạt cơm thì săn đều thấm vị nè. Rau củ của mình thì mỗi thứ một loại nhưng mà ăn vào vẫn rất là giòn đều mà ngọt nữa. Quý vị đừng quên là khi thực hiện xong thì gửi thư về kể cho chúng tôi nghe nha. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Hoặc quý vị hãy gọi điện thoại cho chúng tôi về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Còn bây giờ thì Minh Châu và đầu bếp Văn Thành xin nói lời chào tạm biệt.